Hôm qua ngày 4 tháng 11, Ban Dân tộc Hội đồng dân tỉnh có buổi giám sát việc dạy và học tiếng nói chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Tiếu Cần. Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Tiếu Cần cho biết, năm học 2020-2021, toàn huyện có 10 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở giảng dạy tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer. Kết quả xếp loại cấp tiểu học có gần 43% học sinh hoàn thành tốt chương trình và có trên 57% hoàn thành chương trình tiểu học tiếng dân tộc. Riêng năm học 2021-2022, toàn huyện có 10 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở tiếp tục dạy và học tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer. Kết quả xếp loại học tập của cấp tiểu học có gần 40% học sinh hoàn thành tốt chương trình và 60,65% học sinh hoàn thành chương trình tiếng dân tộc Khmer. Đối với cấp trung học cơ sở có trên 34% học sinh đạt loại giỏi, 50,63% đạt loại khá và trên 15% học sinh đạt loại trung bình. Cũng trong năm học 2021-2022, trên địa bàn huyện Tiếu Cần còn có 15 chùa Khmer tổ chức giảng dạy bổ túc văn hóa, tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer. Về các chế độ chính sách đối với giáo viên, người tham gia giảng dạy và học sinh học tiếng nói chữ viết dân tộc Khmer được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo Ủy ban dân huyện Tiếu Cần, trong công tác giảng dạy tiếng dân tộc, huyện cũng gặp khó khăn về tài liệu sách giáo khoa, dạy tăng cường tiếng Việt và dạy ngữ văn Khmer. Đồ dùng dạy học môn ngữ văn Khmer chưa đáp ứng đủ nhu cầu của giáo viên và học sinh. Hầu hết đội ngũ tham gia giảng dạy tiếng dân tộc ở các điểm chùa đều thiếu chứng chỉ bồi dưỡng. Huyện Tiếu Cần đề nghị Hội đồng dân tỉnh xem xét có chính sách ưu đãi cho giáo viên dạy tiếng Khmer, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo mở các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy cho giáo viên dạy tiếng Khmer và bồi dưỡng cho người dạy bổ túc văn hóa Khmer ở các điểm chùa và bổ sung tài liệu đồ dùng dạy học sách giáo khoa tiếng Khmer cho giáo viên và học sinh. Đây là những yếu tố quan trọng để huyện Tiếu Cần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tiếng dân tộc có hiệu quả.